Vâng, Hoàng Gia xin mến chào các bác nha. Hiện nay thì Hoàng Gia đang đứng ở trong một cái một phần của kho hàng của Hoàng Gia Đô. Thì ở đây Hoàng Gia đang set up những cái bộ xe pháo mã này. Đấy, và những cái đầu CD này, âm ly này, Hoàng Gia sẽ kê lên giá kệ. Đấy, dòng loa nhỏ thì sẽ để bên này, giống như 33A AR4 Hoàng Gia sẽ để bên này. Còn những dòng loa to hơn như 33A 67788999 AR3 thì Hoàng Gia sẽ để bên kia. Đấy. Thì đây là cả bộ AR4 kết hợp với âm ly Fisher 210 và đầu Marantz 50. Đấy, để cho bác nào thích trải nghiệm tiết âm châu Âu thì chúng ta có thể nghe bộ này. Đấy, và đây là những cái chiếc đầu băng cối, rất nhiều các chiếc đầu băng cối. Các Tech Akai. Đấy. Tech Akai máy chạy băng 7, băng 10. Đó, rất là nhiều các sản phẩm trên này, đồ tự hành. Đấy, đài. Đó, rất nhiều đầu băng cối, bác nào mà có những cái phân khúc mà từ 10 triệu, 2, 3, 40 triệu. Đấy, đầu CD thì cũng có nhiều phân khúc cho các bác. Âm ly Fisher đủ mã 400T, 450T, 800T, 500TX. Và đặc biệt ngày hôm nay thì Hoàng Gia xin giới thiệu các bác một cái bộ xe pháo mã rất là nhỏ gọn các bác nhá. Rất nhỏ gọn. Và chất âm của nó thì rất là sâu sắc và cũng như là rất là tuyệt vời khi khi chúng ta biết phối ghép nó đúng bài, đúng chất. Thì như các bác biết rồi, 33A thì không thể thiếu được với Sansui 1000X. Và hôm nay thì Hoàng Gia kết hợp thêm một chiếc đầu băng cối 4010S của Tech nữa. Thì nó sẽ nên làm nên cái độ hay của cái cặp loa này các bác nhá. Ở đây thì hôm nay Hoàng Gia vừa kết hợp với cả đầu cối này, vừa kết hợp với cả đầu CD Tech 15. Đấy, Tech 15 có khiển zin đi kèm. Đấy, thì hôm nay Hoàng Gia sẽ mời các bác chúng ta sẽ được nghe chất âm nhá. Trong này là cái kho này, thành ra cái điện, ánh điện nó hơi tối nên thành ra nó sẽ bị làm giảm cái hình ảnh đi một chút. Đấy. Nhưng mà chúng ta hãy quan tâm đến chất âm của nó nhá. Chất cối rồi, đã chơi 33A thì không thể bỏ qua được chất băng cối, đó là chất nhạc chức năng 75, tiết tấu chậm, lóc cóc len keng. Và đặc trưng của những cái dòng đầu băng cối Tech 4010S thì nó là cái từ sắt, tiếng nó rất là dày dặn, và cũng như là các bác nghe được cái tiếng gõ mõ rồi những cái tiếng lóc cóc nó rất là nét, chi tiết, rõ ràng, rành mạch. Đấy, và bây giờ mời các bác chúng ta sẽ thưởng thức chất âm của đầu CD nhá. Đầu CD, Hoàng Gia sẽ mời các bác nghe. Đầu CD này. Đấy, đầu CD các bác nha.
Nhưng người ơi tôi yêu, ôm trái tim nức nở, dù ngày mai xa xăm có mãi thêm ngàn năm, dù niềm đau không vơi vẫn cứ say đắm hoài, tôi có thêm niềm đau giấu kín trong nụ cười. Khi người xưa đã khuất xa mất rồi, nắng mưa hai mùa làm đôi ta mất nhau, sớm chưa nhận mà làm tình ta. Đây là chất âm của nhạc acoustic. Nói chung là những cái dòng loa 33A thì các bác biết rồi, nó là cái dòng loa cổ và nó sẽ chơi được những cái dòng nhạc tiết tấu chậm. Đó, tiết tấu chậm thì bất kỳ những dòng nhạc nào mà có cái chi tiết chất âm gọi là hơi thong thả một chút thì chơi với những dòng nhạc cổ, loa cổ này rất là hợp, vì đây là dòng loa tiết tấu chậm thì nó sẽ thể hiện được cái nhạc chậm, nó sẽ rõ ràng hơn những cái dòng loa đời mới sau này. Cặp 33A thì các bác biết rồi, nó cặp loa sở hữu hai đường tiếng, một bát 20 và một trung, và trung tép các bác nhá. Trung tép nó là giấy các bác nhá, giấy gân vải các bác nhá, tất cả đây là gân vải, đây là gân vải này, trong là giấy, ngoài là gân vải. Và lỗ hở thì đánh rất là thoát tiếng và nó dễ ghép âm ly. Và đặc trưng là cặp này nó sở hữu cái cặp e căng mắt võng mắt cáo rất là đẹp. Đấy. E căng mắt võng mắt cáo. Giống như những cái cặp đàn anh như 66 hay 778899 thì nó cũng rất là giống nhau. Đấy, có thể nhìn cái e căng của nó đây, rất là đẹp. Đấy, rất là cổ. Đấy, rất là cổ các bác nhá. Nó là dạng căng cổ. Cả một bộ xe pháo mã 3 thứ gồm đầu cối, âm ly và loa thì Hoàng Gia đang ước chừng nó khoảng tầm hơn 30 triệu một chút. Thì đầu cối là 10 triệu rồi, âm ly 11 triệu rưỡi là 21 triệu 500 cộng với đôi 3 đôi loa 12 triệu 500 nữa. Đấy, nó khoảng tầm 33 34 triệu gì đó, tầm đấy ạ. Đấy, thì với những bác nào mà chúng ta đang có phân khúc tài chính tầm đó tiền mà muốn sở hữu cho mình một cái bộ nghe nhạc xưa, nhạc lóc cóc leng keng, nhạc tiết tấu chậm và có đầy đủ ba thứ gồm đầu cối, âm ly và loa thì đây là những cái bộ chúng ta không nên bỏ qua. Bởi vì là những cái bộ này nó là đã là ghép phối hợp hay rồi, về cả chất âm, về cả hình thức và về cả giá thành. Đấy là chúng ta chơi thì chúng ta nên cân đối cái việc đó. Thì Hoàng Gia cũng sẽ đảm bảo cho các bác về những cái tiêu chí đó là hợp, hợp về cả chất âm và hợp về cả túi tiền các bác nhá, về hợp cả về cách kê bài nữa. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chương trình này thì Hoàng Gia cũng xin được tạm dừng vào tại đây. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Audio nhé. Theo số điện thoại 0975 884009. Địa chỉ gần thì cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo của Hoàng Gia Audio ạ.